đối với sinh viên của trường cao đẳng du lịch Hải Phòng thì theo như tôi được biết là rất cầu thị, có nhiều những cái sự sáng tạo và năng động trong việc học tập rồi áp dụng lý thuyết vào trong thực tế công việc. Thì trong cái thời gian vừa qua khi mà được tiếp xúc với tất cả các bạn sinh viên của trường cao đẳng du lịch Hải Phòng, đặc biệt là các bạn đến thực tập tại cơ sở, thì chúng tôi đánh giá rất cao về chất lượng các bạn sinh viên, chất lượng đào tạo và giảng dạy của nhà trường. Và tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên này sẽ hoàn toàn là phù hợp với những nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Thì theo như thuật đánh giá thì về cái kiến thức và kinh nghiệm của các bạn khi đến đây thì khá là ổn định và đồng đều, vì các bạn đã có những cái kinh nghiệm thực tế trong cái quá trình mà mình học tại trường, cũng có một số bạn đã làm việc ở bên ngoài nên các bạn là khá tự tin khi đến đây thực tập. Ngoài ra thì có những đánh giá chung, ví dụ như là về cái khả năng giao tiếp, khả năng học hỏi và học tập của bạn thì khá là nhanh nhạy, các bạn khá là hòa đồng và vui tính và khá là dễ thương.